Làm sao để bạn biến những em bé búp bê LOL cũ thành một gia đình nàng tiên cá? Hãy xem video mới của chúng mình nha! Cùng biến em búp bê LOL hỏng này thành nàng tiên cá. Loại bỏ phần tóc còn lại. Chuẩn bị một kiểu tóc mới. Chọn một mảnh vải ri băng satin. Cắt một mảnh vải như thế này. Kéo chỉ để tháo ri băng ra. Dán chúng vào đầu búp bê. Xen kẽ các sắc tố đậm hơn và nhạt hơn. Bây giờ nàng tiên cá của chúng ta đã có mái tóc tuyệt đẹp rồi. Cột tóc đuôi ngựa và buộc bằng băng đô. Làm nổi bật lông mày. Sử dụng sơn kim tuyến để thêm họa tiết. Lau sơn khỏi môi. Tô phần miệng. Bôi sơn lấp lánh lên mí mắt. Dùng dây kẽm để làm khung cho phần đuôi. Nhào đất sét mô hình. Bọc nó lên nửa dưới của cơ thể búp bê. Tạo hình cái đuôi. Làm vây cá từ đất sét mô hình. Làm một chiếc vây đuôi bằng hai lớp đất sét. Gắn nó vào đuôi nha. Dùng ống hút đã cắt để trang trí phần vảy lên đuôi. Tô phần đuôi bằng sơn acrylic màu hồng. Tô nổi bật nó bằng sắc tố màu tím. Thêm sơn màu kim loại. Sử dụng kim cương trang trí để làm áo. Trang trí tóc bằng vỏ sò. Nàng tiên cá ơi, bạn là một công chúa biển thật sự. Điều mình thích làm là bơi trong đại dương. Tìm kiếm dưới đại dương và khám phá những điều mới mẻ mỗi ngày. Hãy biến em búp bê LOL hỏng này thành tiên cá ba nha. Cắt tóc nào. Loại bỏ phần tóc còn lại bằng nhíp. Chọn ri băng xanh lá cây và xanh dương. Cắt các dải ri băng. Loại bỏ phần mép. Đốt một cạnh bên. Tháo ri băng bằng nhíp. Dán keo tóc lên đầu búp bê. Dán xen kẽ các màu tóc khác nhau. Chia tóc ra. Đến lúc làm kiểu tóc mới rồi. Buộc phần tóc trên bằng băng đô. Làm thành búi tóc. Mình thích kiểu tóc này hơn. Cắt kiểu tóc xoa le không đều nhau. Lau sạch lông mi bằng nước rửa sơn móng tay. Vẽ lông mày dày. Sử dụng sắc tố nhẹ hơn để thêm độ dày. Vẽ một bộ ria mép màu tím. Và một bộ râu. Sơn phần tóc mai. Tô sơn acrylic lấp lánh lên tròng mắt. Định hình khung môi. Luồn dây qua khe hở phần chân. Uốn cong nó. Tạo hình một cái đuôi từ đất sét mô hình. Làm phần đuôi nằm ngang. Làm mịn các chỗ gắn. Tạo hình phần cuối cho đuôi cá. Thêm chúng vào đuôi. Làm mịn các chỗ gắn nào. Vẽ các đường dọc trên vây. Thêm một số họa tiết cho nó. Cái đuôi này trông thật tuyệt. Thế còn việc sơn nó thì sao? Ý tưởng hay đấy. Hãy tô phủ đuôi bằng sơn acrylic xanh dương nha. Sơn vây đuôi. Trông đẹp hơn nhiều rồi. Tô nổi bật phần eo bằng sơn màu tím. Thêm ánh kim loại cho vây đuôi. Chú ý, vua biển cả đây. Nàng tiên cá tình yêu của mình. Mình cần nói với bạn một điều quan trọng. Hãy ở lại đây, mình sẽ sớm quay lại thôi. Cưng à, hôm nay bạn sao vậy? Tình yêu của mình, bạn sẽ lấy mình chứ? Mình đồng ý. Hãy dùng chiếc nhẫn này làm biểu tượng cho tình yêu của chúng ta. Đẹp quá đi. Mình sẽ nhớ đêm nay mãi mãi. Yeah, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trong cả đại dương này. Cưng à, chúng ta sắp trở thành ba mẹ rồi. Vui sướng thật. Mình nóng lòng gặp các bé cưng của chúng ta quá. Cùng làm bụng bầu cho mẹ bầu của chúng ta nha. Bọc cơ thể bằng bọc nhựa. Làm bụng bầu bằng đất sét. Thêm vảy lên bề mặt bụng. Bụng bầu xong rồi nè. Tô đất sét bằng sơn acrylic. Nàng tiên cá của chúng ta đang mong đợi. Mình nóng lòng gặp các con của mình quá. Mình là mẹ của bốn em bé tiên cá xinh đẹp này đây. Làm một quả bóng bằng giấy thiết và gắn nó vào que gỗ. Nhào đất sét. Bọc lên quả bóng. Thêm các đường ngang. Tạo hình cái trán. Làm mịn các chỗ gắn nha. Thêm cái má. Làm mịn bề mặt.
thêm một cái mũi. Tạo hình miệng từ đất sét. Tạo hình đôi mắt. Gắn tay vào, tạo hình chúng. Làm cơ thể từ một quả bóng đất sét. Thêm một dải đất sét vào, tạo hình cánh tay. Thêm một cái đầu, làm một cái đuôi nha. Dùng kéo để tạo cho chiếc đuôi có hình dạng phù hợp. Bây giờ tất cả các mảnh ghép xong rồi nè. Tô sơn lên đuôi của nàng tiên cá. Sơn các đường cong vây. Tô sơn bóng acrylic. Rắc các hạt lấp lánh mô phỏng vảy cá. Bôi keo nóng vào bên trong đuôi. Gắn phần thân vào. Sơn chân tóc. Giờ chúng ta đã có những em bé tiên cá nhỏ dễ thương rồi. Nhìn những quả bóng nhỏ bé này xem. Chúng sẽ sớm biến thành những em bé nhỏ xinh đấy. Chúng thật dễ thương khi ngủ. Nhưng không ngủ lâu như vậy. Mẹ ơi, chúng con đói quá. Chơi thôi nào, cùng bơi xung quanh đi. Mình cần sự giúp đỡ. Nhìn những đứa bé này xem. Mình chưa bao giờ thấy điều gì đẹp hơn như thế cả. Dùng 4 quả trứng cao su. Vẽ đường viền của cái nôi. Cắt nó ra. Làm 4 mảnh như vậy. Tô sơn acrylic lên chúng. Vẽ những cánh hoa. Tô sơn kim loại bên trong chúng. Những cái nôi xong rồi nè. Dùng miếng bọt biển màu hồng và xanh dương. Tạo hình tấm nệm cho nôi. Bôi keo yêu mơ vào các cạnh. Rắc hạt lấp lánh vào. Đặt tấm nệm vào trong. Dùng dây kẽm để làm khung xe đẩy. Dùng que nhựa. Gắn chúng vào khung dây. Dán keo lên nôi. Vẽ một giọt nước trên bìa nhựa trong suốt. Cắt các miếng giống hệt nhau. Gấp chúng lại như vậy. Tô sơn kim loại lên các mảnh. Thêm cắt vây vào hai bên của nôi. Cắt phần uốn cong ra. Tạo các đầu nghiêng. Gắn nó vào làm tay cầm xe đẩy. Thêm hạt cườm hình vỏ sò. Những đứa bé thật thoải mái trên chiếc giường mới của mình. Bé cưng của chúng mình ngủ thật ngon trong xe đẩy mới của chúng kìa. Mình thích đưa bọn trẻ đi dạo lắm. Hãy làm bà và ông tiên cá nha. Vẽ nếp nhăn bằng sơn acrylic. Thêm nếp nhăn ở mắt và cằm. Vẽ lông mày. Tô phần môi. Tô sơn acrylic lấp lánh lên trong mắt. Sử dụng 2 vỏ sò để làm áo. Tháo tóc ra nào. Buộc tóc lên phía sau đầu. Trang trí bằng vỏ sò. Bôi sơn acrylic và trang trí bằng hạt cườm lấp lánh. Cắt tỉa phần tóc. Ông ơi, nhìn kiểu tóc mới của mình nè. Wow, bà ơi. Mình ước gì mình vẫn còn tóc. Sử dụng ri băng satin để làm các sợi tóc màu xám. Dán keo nối các sợi tóc vào đầu. Vẽ bộ râu. Thêm một bộ ria mép dày. Thêm lông mày. Vẽ nếp nhăn. Tô phần miệng. Mình đẹp trai trở lại rồi. Mình không biết về điều đó đấy. Có lẽ bạn nên đeo kính vào thôi. Tốt hơn nhiều rồi nè. Ông ơi, nhanh lên. Các cháu của chúng ta đang đợi chúng ta kìa. Ba mẹ ơi, chúng con vui lắm. Cái gì ở trong túi vậy? Ông bà có quà cho các cháu của ông bà đấy. Mỗi thuốc cưng cho mỗi cháu. Bé cưng ơi, đây là quà tặng từ ông bà nè. Hãy làm một cái nôi nào. Dán keo nóng đá vôi vỏ sò vào nhau. Tạo hình kim tự tháp. Dùng một vài vỏ sò lớn hơn. Trang trí các mặt của vỏ sò. Trộn các màu sắc xanh của vải nỉ lên. Phủ lên giường. Thêm vỏ sò vào đá. Chúng mình đã làm cái nôi cho 4 em bé rồi. Cài một ghim trang trí lên trên cùng của kim tự tháp. Cắt một quả bóng bàn làm đôi. Tô sơn acrylic lên. Luồn một dây trang sức qua các hạt cườm hình vỏ sò. Thêm chúng vào quả bóng. Gắn quả bóng vào ghim. Làm thành nôi lưu động theo chủ đề biển cả. Những đứa trẻ đang ngủ trong khi nghe những âm thanh êm dịu của nôi lưu động này. Hôm nay các em bé sẽ có buổi học bơi đầu tiên. Ông nội là người thầy giỏi nhất. Ông đang để mắt đến lũ trẻ đây. Anh ơi, nhìn kìa. Các em bé của chúng ta học bơi nè. Bơi lội là truyền thống gia đình mà. Bạn thích nhân vật nào nhất? Mẹ nàng tiên cá, ba tiên cá hay bà và ông tiên cá? Hãy like video này, đăng ký kênh La Lilu và bấm vào chuông để bạn không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng mình nha.